Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì chúng mình hôm nay cùng đi tìm hiểu về một cái đề tài này nhé. Đây là một bạn khách đã yêu cầu mình là em nhận được đề tài này, thì anh giúp em triển khai đề tài này với. Thì khi nhận được đề tài này thì mình đã triển khai được về một cái báo cáo như sau. Thì báo cáo sẽ gồm là 3 chương. Được chưa? Báo cáo sẽ gồm là 3 chương. Chương 1 là giới thiệu tổng quan về đề tài. Chương thứ 2 là phân tích thiết kế hệ thống và chương thứ 3 là kết quả cài đặt chương trình. Thì đây là một cái đồ án môn học thôi, không phải là đồ án tốt nghiệp hay là luận văn gì cả. Nên mà mình làm ở mức gọi là tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm là chính. Còn là lý thuyết thì cũng làm vừa đủ, không dài quá, không đi lan man. Thì ở chương 1 thì mình sẽ đi tổng cáo là có sẽ gồm 9 trang. Chương 2 phân tích thiết kế hệ thống thì sẽ gồm là 14 trang. 15 trang thì đấy, và còn lại là chương 3. Đó, thì sau khi là làm một cái báo cáo phân tích thiết kế hệ thống xong thì mình bắt đầu xây dựng một cái website. Thì website này là sử dụng MBAP, cơ sở dữ liệu là MySQL. Vì thế là mình đã có sản phẩm như sau, chạy cái này ở trên SAM thôi. Sau khi chạy trên SAM thì mình import cơ sở dữ liệu vào và mình sẽ có được sản phẩm như sau. Đấy, đây là một sản phẩm bán hàng máy tính. Đó, cái site bán máy tính như theo đúng yêu cầu. Dạ, có đầy đủ các chức năng. Đó, đăng nhập. Tài khoản. Đó. Này thì các bạn có thể đăng nhập bình thường. Nói chung là mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Đó. Bây giờ danh mục sẽ có là PC laptop và tất cả các danh mục. Đó. Thiết bị âm thanh, bàn phím, lốt chuột, đầy đủ. Đây là về phần admin. Đó. Thì một cái website nó sẽ dựng phải là có phần user và phần admin. Đó. Về phần admin ở đây. Đó. Về phần admin thì mình cũng sẽ làm ở mức gọi là đầy đủ báo cáo đồ án môn học là 8 đến 9 điểm. Đúng không ạ? Còn 1 điểm, 10 điểm là phụ thuộc vào các bạn. Được chưa? Đó là về quản lý danh mục sản phẩm. Đó, đầy đủ là chất chia chi tiết. Hình ảnh chất chia bắt mắt giao diện thì mình có được biết và thì bạn ấy báo cáo cái này là được 8.2 điểm cho báo cáo môn học.